Hello các bạn, bonsai một ngày vui, xin chào tất cả các bạn nha. Năm mới Tết đến sắp sửa rồi các bạn ơi. Đây là mình lên chậu cho những cái bonsai dừa Tân Sửu chú trâu năm 2021 rồi các bạn ơi. Những cái tác phẩm này mình đang lên dần, sẽ có những cái video giới thiệu từng cái cặp sản phẩm khác nhau ở trong vườn, còn nhiều nữa các bạn ơi. Ngoài những cái tác phẩm là bonsai dừa hình thú đầu của chú trâu linh vật 2021 thì cũng có những cái tác phẩm song song tùy theo sở thích của gia chủ. Ở đây là một cái chậu trâu kéo tiền, thì trên cái chậu trâu kéo tiền thì mình không có ghép cái hình thú là cái đầu của chú trâu vào, mình chỉ là cái cây bonsai bình thường thôi, để đáp ứng nhu cầu của các bạn là thích chơi bonsai, vừa chơi vừa làm quà tặng Tết nó đều rất là ok. Trên cái màn hình nữa là cái tác phẩm bonsai dừa sim hồng hai đọt các bạn. Hàng này là hàng chơi Tết cho nên là cái tiêu chuẩn về bonsai nó cũng thoáng hơn một chút xíu. Đấy các bạn thấy không, đây đã được lên rêu rồi. Yên tâm là với cái, những cái chậu này đã được thuần chậu hết tất cả rồi nha. Các bạn yên tâm. Ở đây là mình có được một cặp trâu chậu trâu kéo xe, vì lý do là cái giá của thành của cái chậu này nó cũng khá đắt tiền, cho nên hàng này mình làm chỉ được có 5 chậu các bạn, 5 chậu thôi, được 5 chậu để đưa ra thị trường, còn lại là những tác phẩm là chậu ông thọ đứng, ông thọ ngồi cầm quả đào. Và sắp tới đây là cái tác phẩm về dừa, cũng là dừa sim hồng hai mọng luôn, về hình chậu là thành chậu ông địa, cũng là kéo bao tiền. Cái này là cái biểu tượng nó rất là phổ biến rồi, rất là dễ chơi các bạn. Gần sát Tết nếu có dịp mình có thể là mình vẽ lên cái gáo dừa này chữ tài hoặc chữ lộc cho nó tăng thêm cái tính thẩm mỹ để mình trưng ngày Tết đó. Ở đây là còn cái trên cái nền đất này á, là mình có thể rải sỏi hoặc là mình trồng thêm cái cỏ may mắn. Nhưng mà sắp tới đây là mình sẽ gieo hạt cỏ may mắn, tầm khoảng một tuần lễ là hạt cái màu xanh nó sẽ phủ hết cái lớp đất này luôn. Cho nên cái việc mình trưng Tết là nó rất ok các bạn. Hầu như là các anh em chơi dừa bonsai đều áp dụng theo cái kiểu này, vì nhìn nó rất là xanh mượt và nó rất là thông dụng. Đây là một cái tác phẩm thứ hai cũng là chậu ông địa luôn. Mình giới thiệu theo cặp cho các bạn dễ xem. Trong những cái video này thì mình đa phần là làm những video ngắn giới thiệu những cái mẫu mã cái sản phẩm của bên vườn bonsai một ngày vui, có kèm theo số điện thoại. Các bạn yêu thích thì cứ mạnh dạn inbox hoặc là alo trực tiếp là nó hay nhất. Dịp Tết thì nó hơi bị bận rộn, con trực tiếp để mà video con nó làm sao đó mình chọn sản phẩm là rất là phù hợp các bạn ha. Mình tác phẩm này thì mình có thể làm quà tặng để trưng bày cho những ở những cái cửa hàng hay là những cái quán bán, thì cái biểu tượng này nó rất là ok. Tiền tài lộc kéo vào ha, các bạn cứ xem tham khảo và ấn đăng ký để cái video sắp tới đây mới hơn là còn giới thiệu các bộ sản phẩm mẫu mã trong vườn nó dễ tiện hơn xem hơn ha. Và tiếp tục nữa, đây là cái bộ sản phẩm về chậu ông thọ. Từ những cặp chậu này là hầu như là ở trong miền Nam là không có sản xuất, đa phần là nhập ở cái làng nghề Bát Tràng ở ngoài phía Bắc ở Hà Nội, giáp với Hà Nội. Thì mình nhập được khoảng 50 chậu các loại như thế này và lần lượt lên chậu cho các cây hết. Các video sắp tới đây thì mình sẽ giới thiệu tiếp những cái bonsai dừa mà được vào cái mẫu chậu này, nhưng mà cây dừa đơn, còn đây là toàn là các sản phẩm là cây dừa bonsai hai đọt không các bạn. Gáo thì tầm mini với tầm trung đổ lại, vì cái gáo nó to quá mình vào cái chậu này nó cũng không có tương thích lắm, cho nên nó cũng hơi là kén cây các bạn. Tiếp theo nữa là một tác phẩm ông thọ đứng, đây cũng là một tác phẩm bonsai dừa sim hồng hai đọt luôn. Trong cái video này thì hầu như là các tác phẩm đều là hai đọt hết. Mình sẽ làm tiếp một cái video nữa để mình chia sẻ những cái tác phẩm bonsai dừa một đọt để cho nó đa dạng hơn,
nó tiện ích sử dụng cho được nhiều đối tượng khách hàng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video giới thiệu về cái những cái bộ sản phẩm chân Tết của Bonsai Một Ngày Vui. Yêu thích thì các bạn cứ ấn đăng ký và mạnh dạn alo số điện thoại trên màn hình để có thể mình giao lưu trực tiếp ha. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ, khỏe để chuẩn bị cho ngày Tết ha.